Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. 12 con giáp và các cây phong thủy theo tuổi. Có lẽ chúng ta đều biết rằng việc trồng cây trong nhà không chỉ có tác dụng mang đến một không gian sống đẹp, thoải mái, trong lành, mà đặc biệt với các loại cây phong thủy thì nó còn mang rất nhiều ý nghĩa khác. Qua thông tin tìm hiểu thì chúng tôi biết được rằng cây phong thủy theo tuổi sẽ mang đến tài lộc, sức khỏe và nhiều điều may mắn. Cụ thể như thế nào thì bạn đọc đừng bỏ qua thông tin dưới đây. Tuổi Tý, cây kim tiền. Nhìn vào thực tế thì chúng tôi thấy rằng đa phần những người tuổi Tý họ đều không giỏi trong việc quản lý tiền bạc, ít am hiểu về việc cần đầu tư tiền bạc vào đâu. Và chính điều đó đã khiến họ mất đi không ít cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Nhưng những người tuổi Tý lại có ưu điểm là có ý thức tiết kiệm tiền và tích lũy tiền bạc. Chỉ cần có một chút may mắn và sự dũng cảm thì cơ hội cho họ phát tài, phát lộc là rất nhiều. Để nắm bắt được những cơ hội này thì có lẽ một chậu cây kim tiền nhỏ đặt trong nhà hay trong phòng làm việc là khá cần thiết đối với những người tuổi này. Nếu bạn nằm trong danh sách này thì hãy thử để tìm kiếm một cơ hội cho mình nhé. Tuổi Sửu, cây giữa cảnh nến đỏ và cây phong lộc hoa. Đối với những người tuổi Sửu thì việc trồng cây phong thủy theo tuổi như phong lộc hoa hay là cây giữa cảnh trên bàn làm việc sẽ có lợi ích mang đến nhiều vận may hơn về tài lộc. Hầu hết những người tuổi Sửu là những người chăm chỉ, chịu khó làm ăn, làm việc thành thạo, nhưng tính tình của họ thì lại có những người quá thật thà, thẳng thắn, có phần bảo thủ. Chính vì thế mà tiền bạc không được bao nhiêu. Nếu tăng thêm cơ hội làm giàu thì một cây giữa cảnh nến đỏ hoặc cây phong lộc hoa sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Tuổi Dần, cây ngũ gia bì. Như đã nói ở trên thì mỗi một tuổi sẽ có một cây trồng phong thủy phù hợp riêng, và với những người tuổi Dần thì chúng tôi thấy rằng cây ngũ gia bì chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Ngoài tên gọi là ngũ gia bì thì loài cây này còn có tên gọi khác như cây chim trắng, sâm nam. Qua tìm hiểu thì ngũ gia bì có tác dụng rất tốt trong việc giúp gia chủ phát triển về tài chính, và hơn hết chính là sự sáng suốt trong việc quản lý tiền bạc. Thực tế các bạn có thể gặp rất nhiều người tuổi Dần và hầu hết là họ đều là những người dũng cảm trong mọi việc, đặc biệt là khả năng kiếm tiền. Họ dám chấp nhận rủi ro, họ cũng không quá quan trọng đến chuyện kiếm tiền, mà thay vào đó họ lại thích thú với việc tận hưởng cảm giác kiếm ra tiền. Có lẽ chính đặc điểm này mà một cây ngũ gia bì sẽ là lựa chọn đầu tiên cho những người tuổi Dần. Tuổi Mão, cây trúc, cây tre phú quý hay còn gọi là cây phát lộc. Với những người tuổi Mão thì họ không có khả năng kiếm tiền nhiều. Tại sao vậy? Có lẽ đây cũng chính là thắc mắc của chính người tuổi này và nhiều người khác nữa. Nhưng nhìn chung, chúng tôi thấy rằng đa số những người tuổi Mão họ không có khả năng kiếm nhiều tiền là do một phần tích cách bảo thủ, một phần là do họ không biết mẹo kiếm tiền. Nhưng để khắc phục được những điều này thì có lẽ cây trúc hoặc cây tre phú quý sẽ giúp cho vận tài của họ trở nên thịnh vượng, kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh hơn. Tuổi Thìn, cây xương rồng và cây vạn niên thanh. Qua nội dung trên thì chắc chắn các bạn cũng đã thấy được là cây trồng phong thủy của mỗi tuổi sẽ là khác nhau. Vậy với tuổi Thìn sẽ là cây gì? Những người tuổi Thìn có đường tài vận vô cùng tốt, họ không mất quá nhiều công việc, làm vất vả hay dùng mưu mẹo để có thể kiếm tiền. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có những điều làm cản trở sự phát triển, đó chính là những kẻ xấu thường xuất hiện để làm cản trở đường công danh, tài lộc. Để khắc phục được hạn chế này thì một chậu cây xương rồng hoặc cây vạn niên thanh đặt tại hướng tây bắc của không gian sẽ giúp hòa giải tà khí, giúp mang đến nhiều vận may. Tuổi Tỵ, cây rau má hoặc cọ đồng tiền. Với những người tuổi Tỵ thì đơn giản, chỉ cần một chậu cây rau má đặt cạnh cửa sổ trên bàn làm việc, hoặc cũng có thể là một ít cây đồng tiền đặt trong chậu rồi đặt trước cửa nhà. Cây trồng phong thủy này sẽ giúp cho người tuổi Tỵ trở nên mạnh mẽ hơn, được đón nhận nhiều cơ hội tiền bạc cho mình. Bên cạnh đó thì người tuổi Tỵ cũng thường được rất nhiều quý nhân phù trợ, bởi vậy đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Tuổi Ngọ, cây trầu bà. Hầu hết thì tài vận của những người tuổi Ngọ khá là tốt. Họ có khả năng kiếm tiền nhưng lại có tính khá tham lam nên đôi khi đã dẫn đến sự thua lỗ, làm tổn thất về tài chính nếu tham gia đầu tư kinh doanh. Nhưng để khắc phục được phần nào những khó khăn này thì những người tuổi Ngọ có thể lựa chọn cho mình một vài cây trầu bà nhỏ đặt tại bàn làm việc,
Không chỉ để trang trí, mà cây trồng phong thủy này còn có tác dụng giúp cho tài vận của họ trở nên tập trung vào một mối, nhưng suy xét để khắc phục được thì sẽ không được tham lam. Tuổi Mùi, cây lan quân tử. Có lẽ với những người tuổi Mùi thì lan quân tử chính là loại cây phong thủy mang đến sự thịnh vượng về tài chính nhất. Những bông hoa với màu sắc đỏ cam rực rỡ, chỉ cần đặt một chậu lan quân tử bên phải bức tường đối diện với sofa trong nhà, thì loại cây này sẽ mang đến quý nhân phù trợ cho gia đình của họ trên con đường tài vận, tăng thêm khát vọng và nỗ lực kiếm tiền hơn. Tuổi Thân, cây thủy tùng hay còn gọi là tùng bồng lai. Nếu bạn đang tìm kiếm một cây trồng phong thủy cho những người tuổi Thân thì đừng bỏ qua thủy tùng nhé. Đơn giản, chỉ cần một chậu cây thủy tùng hoặc cây nguyệt quế đặt tại phòng đọc sách hay phòng làm việc sẽ là cách giúp bạn tụ tài, giữ lại tiền bạc trong túi. Bởi hầu hết những người tuổi Thân họ biết cách kiếm tiền và rất biết nắm bắt cơ hội nhưng lại tiêu xài nhiều, đôi khi vung tay quá trớn. Do vậy, hãy khắc phục vấn đề này nhờ cây phong thủy. Tuổi Dậu, cây sen đá. Có lẽ trong tất cả các loại cây trồng phong thủy thì sen đá chính là loại cây phổ biến và dễ trồng, dễ chăm sóc nhất. Nhưng để nói là phù hợp nhất thì sen đá rất phù hợp với những người tuổi Dậu. Qua tìm hiểu thì chúng tôi thấy rằng đường tài vận của những người tuổi này rất thịnh vượng, tuy nhiên họ lại không biết giữ tiền tài, hoặc là bị vay mượn, hoặc cũng có thể là bị hao tổn khi đầu tư. Lựa chọn những chậu cây sen đá không chỉ để trang trí mà còn mang lại ý nghĩa về mặt phong thủy, giúp ngăn chặn hao tổn về tiền bạc, giúp những người tuổi Dậu trở nên giàu có và sung túc hơn. Tuổi Tuất, cây kim ngân hay còn gọi là cây phát tài. Với những người tuổi Tuất có đường tài vận khá ổn định nhưng họ lại không biết cách quản lý tài chính, khó phát tài, không nắm bắt được cơ hội kiếm tiền. Để khắc phục thì cây phát tài chính là một trong những loại cây trồng phong thủy theo tuổi phù hợp với những người tuổi Tuất nhất. Nếu đặt trong phòng khách thì cây sẽ là vận may giúp họ tích lũy được tiền tài, có được nhiều cơ hội kiếm tiền, tài lộc lần lượt kéo đến giúp cho cuộc sống của họ sung túc hơn. Tuổi Hợi, cây sen đá lá thơm, cây húng chanh. Với những người tuổi Hợi thì họ là những người mà tiền tài đủ dùng, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng tiền tài trong tay họ thì lại hay bị thất thoát do cuộc sống xa hoa và thường thì sẽ không còn lại gì nhiều sau đó. Để khắc phục thì đặt cây húng chanh hoặc chậu nhất mãn hương trên bàn làm việc sẽ giúp kiểm soát được việc tiêu tiền có lý trí hơn. Điểm đặc biệt là bạn hãy thường xuyên sờ vào lá để có thể phát huy được hết công hiệu của loại cây này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!